Hôm nay chúng ta bắt đầu học hát bài Chính Nhờ Ngài của Linh Mục Nguyễn Duy. Bài này là điệu 34. 34 là gam la thứ. Mi đô, mi đô la mi, mi mi la. Đô mi đô rê đó, nha. Là chúng ta sẽ để ý theo nha. Rồi tôi đọc nốt các bạn nhìn chữ theo nha. Mi mi là đô mi đô rê, fa rê la, đô đô la fa, si si son mi, mi rê đô si. Mi mi la do mi do re fa re la si si re do si si la son si si la la. Rồi, cái câu từ khúc này chúng ta chia làm đôi ha. Mi mi la do mi do re fa re la do do la fa si si son mi mi re do si. Rồi chúng ta tập tới đó thôi, chúng ta ghép lại lần nữa nha. Mi mi la do mi do re fa re la do do la fa si si son mi mi re do si. Rồi chúng ta hát chữ nha, để ý nghe. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Ta nghe lại lần nữa nha. Mi mi là đô mi đô rê, à xin lỗi tôi đọc tôi hát chữ luôn nha. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. À, chúng ta nghe lại lần nữa nha. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống với con người giữa nơi cuộc đời. Và chúng ta hát nha. Chúa chấp nhận hai ba. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống với con người giữa nơi cuộc đời. Chúng ta hát lại lần nữa nhé. Chúa chấp nhận hai ba. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Chúng ta hát lại một lần nữa là chúng ta học tiếp nha. Chúa chấp nhận hai ba. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Câu sau nó cũng gần gần giống như vậy nha. Chúng ta đọc lời theo nha. Mi mi là đô mi đô rê fa re la si si re do
si si la son, si si la la. Chúng ta nghe lại lần nữa nha. Mi mi la do mi do re fa re la si si re do si si la son si si la la. Chúng ta nghe hát nha. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Rồi chúng ta nghe lại nha. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Rồi chúng ta hát nha. Những bước đường hai ba. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Và hát lại lần nữa nha. Những bước đường hai ba. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Rồi, và chúng ta hát từ đầu nha. Chúa chấp nhận hai ba. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên ngài đã đến với con người, sống tiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Đó, chúng ta hát lại từ đầu nha. Chúa chấp nhận hai ba. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường ngài dẫn dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời diệt trên đơn côi. Chúng ta học được khúc nha. Được khúc là ba thăng, tức là la trưởng nha. Côi mi mi đô, mi mi đô làm mi mi đô, đô mi đô đê, si 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 la 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 si đô, đô la pha mi mi son la si. Chúng ta học từ đấy thôi nha. Mi mi đô, đô mi đô đê, si 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 la la si đô, đô la pha mi mi son la si. Chúng ta nghe ghép lời nha. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến.
Rồi chúng ta nghe lại lần nhé. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đổi trao thương mến. Rồi chúng ta hát nha. Chúa muốn nhận, 2, 3. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đổi trao thương mến. Rồi chúng ta hát lại nhé. Chúa muốn nhận, 2, 3. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đổi trao thương mến. Rồi chúng ta hát lại lần nữa nha. Chúa muốn nhận, 2, 3. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đổi trao thương mến. Rồi câu sau nha. Mi mi do do mi do re, si 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 la la si do, do la fa mi, mi fa son la. Cũng dễ không? Chúng ta ghép lời nha. Mi mi do do mi do re, si 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 la la si do, do la fa mi, mi fa son la. Chúng ta thấy cái nốt nhỏ ở chỗ phút cảm, chữ cảm động này là lấy bỏ, lấy thoáng thôi. Mi re mi do, phút cảm động, phút cảm động, phút cảm động, phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con diệu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Hiểu, hiểu, nãy như thế này. Đô la pha rê mi, mi, mi rê mi, mi pha, mi pha son la. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Chúng ta nghe lại lần nữa, chúng ta hát nhau. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Rồi chúng ta hát nha. Phút cảm động, 2, 3. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Chúng ta hát lại lần nữa để ghép từ đầu nha. Phút cảm động, 2, 3. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Rồi chúng ta hát từ đầu cái được không nhỉ? Chúa muốn nhận, 2, 3. Chúa muốn nhận cuộc sống của con,
Nâng tay con, Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ, đôi trao thương mến. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con, dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Chúng ta hát lại lần nữa. Chúa muốn nhận hai bạn, Chúa muốn nhận cuộc sống của con. Nâng tay con, Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ, đôi trao thương mến. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con, dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Rồi, chúng ta hát từ đầu từ khúc nha. Lan mi mi la do mi do re ha. Chúa chấp nhận hai bạn, Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống tiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời, giết trên đơn côi. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đôi trao thương mến. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con, dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. Rồi, chúng ta hát lại một lần nữa nha. Mi mi là Chúa chấp nhận hai bạn, Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống tiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời, giết trên đơn côi. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con, Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ, đôi trao thương mến. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con, dịu hiền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con. À, vậy là chúng ta đã tập xong bài Chính Nhờ Ngài của Linh Mục Nguyễn Di. À, xin chúc tất cả các bạn chống thuộc. Nếu chưa thuộc, các bạn cứ tua lại hát nhiều lần thì chúng ta sẽ thuộc. Và câu 2, câu 3, câu 4 thì các bạn tự hát thuộc cho nó quen. Tôi xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn chóng thuộc thành công. Xin cảm ơn các bạn đã cùng tập hát với tôi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.